Dạ, Đồ Sư Cũ xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay ngày 18 tháng 7 Tây, Đồ Sư Cũ tiếp tục lên bán một số dụng cụ đồ nghề của Mỹ. Thì hình thức bán hàng trên kênh Đồ Sư Cũ là chuyển khoản hoặc là ship code. Nếu như anh em nào mà mua ship code thì khi nhận hàng, kiểm tra hàng và trả tiền cho bên giao hàng ha. Thì hôm rày do dịch bệnh cho nên là thời gian anh em nhận được hàng nó sẽ lâu hơn trước nha. Ví dụ như trước đây tầm 4 đến 5 ngày là anh em nhận được hàng rồi. Bây giờ thời gian là có khi từ 5 đến 10 ngày nha anh em ha. Cũng tùy từng khu vực, mà có khu vực nó bị cách ly, giãn cách gì đó thì nó sẽ chậm giao hàng hơn ha. Rồi, mình xin vô mã số 1. Thì số 1 thì mình này mình có cây, cây này là cây 10CR. Cây này nhìn trên lãi nó có hai dòng code ha. Anh em nhìn nha. Trên lãi có hai dòng code nha. Cây này thì nó được sản xuất những năm 70 tại Mỹ ha. Trên cây này thì nó dính cái sơn ha, người ta để sơn nó dính cái màu sơn lên. Thì phía trước này trên ngay cái mỏ cái hàm dưới này thì nó dính những cái dấu chấm hàng, cho nên nó cây này thì nó cái ngàm này nó cũng hơi xấu tí ha, nó xấu cho nên mình bán giá 300 thôi ha. Anh em để cái ngàm dưới ha. Cái hàm dưới là răng nó mòn nhiều nha. Phía dưới này nó nhìn nó hơi xấu nha anh em. Phía dưới này nó mòn rất là nhiều ha. Anh em nhìn ha. Chỗ này nè, trên này thì nó hàng nó dính quanh ha. Trên này nó cũng mòn nhiều nha. Miệng miệng mồm thì hơi xấu ha. Cái này nó xấu cái miệng thôi à, chứ còn thân thể thì nhìn rất là ok luôn nha. Thân thể nhìn còn đẹp ha. 10CR nha anh em, 10CR ha. Cây này 10 inch. Rồi, cây số 1 giá 300 nha. Rồi, tiếp theo số 2. Số 2 thì có một cây vice strip để trong cái anh em nào làm trong cái ngành gò hàng ha. Đó. Này để anh em hàng hai cái chi tiết, ví dụ như là anh em ghép hai cái ống sắt hoặc là hai cái thanh sắt ha. Đó. Bên cái đầu này nó kẹp một thanh sắt, cái đầu này nó kẹp một thanh sắt ha, hai đầu nó kẹp hai thanh sắt lại trên một cái đường thẳng ha, trên một cái mặt phẳng anh em bóp lại nó. Nó kẹp chích ngắt lại ha. Rồi ở giữa là anh em chích cái mỏ hàng vô đây ha. Đó, chích mỏ hàng vô đây anh em hàng nối hai thanh sắt lại với nhau ha. Cây này thì nó có một lẫy thôi, đời rất là cổ rồi nha anh em. Đời cây này thì trên lẫy nó có ba dòng code đây ha. Nó được mà nó có một lẫy nữa thì nó được sản xuất những năm 40 50 luôn nha. Cách đây là 6 70 năm rồi nha anh em. Đời nó rất là cổ rồi. Cây này là đời nội đồng cố đá ha. Thì phía trước này trên hai cái càng của nó thì nó có dính những cái chấm sắt người ta hàng nó còn dính ha. Nó dính à, nhìn như mụn cóc ha, hè ha, y như mụn cóc vậy đâu ha. Nhìn nó nổi hộc hộc ha, chùm chồm vậy đó nha anh em. Anh em nhìn kỹ hiện trạng ha. Rồi cái số 2 này mình bán giá 300 nha. Cái số 2 này bán giá 300 ha. Rồi tiếp cây số 3. Số 3 thì mình có một cây này là cây kìm cắt ha. Kìm cắt anh em cắt dây điện rồi ha, dây kẽm nhỏ dây điện á. Cây này thì cũng ngắn thôi nha anh em. Cây này là của hãng Craftsman Mỹ ha. Đó. Đây trên này có chữ Craftsman ủa nha ha. Ủa nha rồi. Cây này thì ngắn thôi. Rồi, cây này thì nó dài là khoảng 15.8 nha. Nó dài gần 16 phân ha. Dài gần 16 phân. Cây này là còn xài rất là ok nha anh em. Rồi. Lưỡi chưa bị sức mẻ gì ha. Hai phần này nè.
phần lưỡi cắt này còn nguyên zin nha, chưa bị xước mẻ gì hết. Đó, phần này còn nguyên ha. Rồi cây số 3 này có giá 250 nha. Rồi cây số 3 này mình bán 250 ha. Còn cắt rất là ngọt nha. Rồi đây mình cắt thử rồi ha. Đây là dây dây này hình như là dây 2.5 phải. Dây 2.5. Đó, còn cắt rất là ngọt ha. Rồi số 3 giá 250. Tiếp theo số 4. Số 4 mình có một cây Molex. À, cây này thì hãng Grabman Mỹ luôn nha. Cây này thì đó, nó cái này được sản xuất được ràng tại Mỹ nha anh em. Đó. USA ha. Thì anh em nhìn nè, còn rất là mới luôn nha. Còn mới chưa xước mẻ gì luôn, giống như chưa xài luôn ha. Cây này đã xài rồi á. Mà nhìn nó mới như là chưa xài vậy đó. Đó. Rồi, cây số 4 này mình bán giá là 300 nha. Cái này cây 8 nha anh em, 8 inch. Cái này nó dài 20 phân ha. Dài 20 phân. À, anh em nhìn ha, 200 ly này ha, là 20 phân nha. Rồi, tiếp theo số 5. Số 5 thì mình có cây Grabman, mà cây này nó dài hơn cây số 4 ha. Cây này thì nó dài 250 ha. Dài 2 tấc rưỡi nha. 2 phân. 25 phân ha. Số 5 này có giá 350. À, hình thức cũng còn khá mới nha anh em. À, ra vô ok hết nha. À, ra vô ok hết ha. Đó. À, làm hàm họng đẹp ha. Rồi, số 5 này giá 350 ngàn nha. Đó, ủi da hết nha anh em ha. Rồi, tiếp theo số 6. Số 6 thì mình có một cây kìm chết của hãng Grabman. Đây. Make in USA ha. Cái này là xây 7 nha anh em. Răng lợi hàm trên còn nguyên ha. À, trên dưới giờ răng lợi còn rất là đẹp nha. Ấy này nó bị dơ thôi, không có gì hết anh em ha, bị dơ thôi. À, hàm họng còn rất là đẹp nha. Cái này thì nó dài 18 phân anh em nha. Đó, nó dài 18 cm ha. 18 này ha. Rồi, cây số 6 này mình bán giá 500 ngàn nha. Số 6 giá 500, hãng Grabman Mỹ ha. Rồi, tiếp theo số 7. Số 7 mình có một cây mỡ ốc chết ha. Cây này là cây 7LVK. À, chuyên dùng để mở ốc chết nha. Cây này thì sản xuất tại Mỹ những năm 90. À, trên này nó có chữ Made in USA ha, USA đây nha. Anh em đưa cái này vô ha. Ví dụ con ốc đây anh em đưa cái này vô. Anh em mở ra ha. Cái phía dưới ha. Chân mấy cái răng nhỏ còn nguyên nha. Rồi chân lớn này nó cũng còn nguyên ha. Răng ở này, mấy cái nhỏ răng lớn này còn nguyên hết nha. Cái này á thì khi anh em đưa vô khi này nó lệch bên này, khi nó lệch bên kia xíu nha. Đó, khi này nó đúng nè. Cái miệng của nó ha. Đó, khi này nó ok ha. Khi thì nó lật xíu ha, nó lật tí xíu ha. À, khi này nó lật, à, cái miệng nó lật tí xíu nha. Khi lật này, khi lật kia nha anh em. Còn khá mới nha, chưa bị bong chóc chỗ nào hết, còn rất là mới luôn. Số 7 này mình bán giá 600 ngàn nha, số 7 giá 600. Size 7 ha, size 7. Rồi, tiếp theo số 8. Số 8 thì mình có một cây này là cây 7R với KR nha.
size 7 luôn ha. Cái này thì hai dòng code nó được sản xuất những năm 70 tại Mỹ ha. Trên cái trên lõi nó có hai dòng code nha. Hai dòng code. Cái này hình thức nó cũng còn rất là đẹp nha anh em. Nó xuống màu thôi chứ cũng nó chưa bị reset gì ha. Răng lợ nó nè. Răng hàm dưới còn ok nha. Trên dưới gì còn răng lợi còn đẹp hết nha. Môi miệng ok ha. Rồi. Cây số 8 này có giá 550 ngàn nha. Số 8 giá 550 ngàn. Tiếp theo cây số 9. Số 9 này mình có một cây cũng kiểu như là cây kèm đa năng vậy anh em. Cái này đó, cái này là cây kèm ha. Nhưng mà cái này mình mở ra. Mình mở ra thì đây. Nó có con dao nè. Rồi nó có gì nữa đây? Nó có cái dũa. Có cái đồ khui nắp ha. Cái đồ khui. Rồi nó sẽ có cái lưỡi cưa. Wow. Lưỡi cưa là còn gì nữa. Cái lưỡi cưa này một bên là có thể dũa được nha anh em. Đây bên này là dũa nè. Bên này dũa ha. Trong này đó thì cây này á, cây này của cái thương hiệu của nó nè anh em, Cyanamid ha. Thì cái này sản xuất tại Trung Quốc nha, China nè. Ở này sản xuất ở Trung Quốc. Cái này mình bán giá là 450 nha anh em. Rồi. Cái này có giá là 450 ngàn nha. Tất cả những cái này người ta làm bằng thép không rỉ ha. Thép không rỉ hoặc là thép mạ chrome gì á. Rồi. Số 9 giá 450 ngàn. Cái này nó có cái tụ đầu Covid ba ke nữa anh em. Đây nè. Wow. Anh em có cái đầu ba ke nữa anh em ha. Cái đầu ba ke nằm đây ha. Rồi. Số 9. Rồi mình bán giá 450 ngàn nha. Cái này thì cái đầu này thì răng lợi còn ok hết nha anh em. Đầu kèm này ha. Cái kèm này, cái đầu này răng ok hết ha. Cái lưỡi cắt này nằm trong này ha. Trên này dưới đây, ở đây có chỗ anh em móc cái dây ha, nhìn cũng sắc sảo nha anh em. Rồi số 9 này giá 450 ngàn. Cái này nhỏ gọn ha. Rồi tiếp theo số 10. Số 10 là mình có cái này cũng đa năng. Của hãng Husky Mỹ ha. Đây cái thương hiệu của nó đây. Hãng Husky này là một cái thương hiệu của Mỹ nha. Nhưng mà cây này thì nó sản xuất ở Đài Loan hoặc là Trung Quốc gì đó nha anh em.
nó không phải là sản xuất tại Mỹ ha. Đó, cái cây này nhìn nó rất là đã, chắc chắn ha, nhìn rất là ngầu ha. Đó, phía trước là cây mỏ lết, cái đầu này cây mỏ lết ha. Đây, cái này là cũng chưa xài luôn, nhìn như là chưa xài vậy đó nha. Đó, nhìn rất là mới ha. Mỏ lết này mở ha, tối đa có thể là có thể nó mở được ốc 15 nha, 15 17 luôn nha. Rồi phía sau này á, phía sau này á là nó mình nói như mình cầm như vậy á, kìa, mình bóp như bóp cái còi á, thì cái này á là cái kìm ha. À, kìm này ở đây có lưỡi cắt ha. Đó, mình xài như là cái kèm nha anh em. Đó, mình bóp như vậy ha. Xài như là cái kèm. Rồi. Ở trong này á nó còn có lưỡi dao nè. Rồi nó có lưỡi cưa. Wow. Nó có lưỡi cưa nữa ha. Lưỡi cưa một mặt bên kia là cái vũ á. Một mặt bên của lưỡi cưa là cái mặt vũ á nè. Đó, rồi. Còn lưỡi gì nữa? Cũng là lưỡi cưa. À, nó có hai lưỡi cưa anh em. Hai cái lưỡi cưa. À, một lưỡi cưa cái đường cưa nó mịn hơn, một cái đường cưa này nó thưa hơn ha. Một lưỡi cưa, hai lưỡi cưa. Lưỡi cưa kèm dũa là cái lưỡi dao. Rồi, cái này là cái đó. Cái kèm nhọn bỏ vô luôn, đậy này lại luôn. Rồi giờ nó ra cái này à. Đó, nguyên bộ nó vậy ha. Nhìn nó rất là ngầu nha anh em. Mình gặp nó vậy thôi, ngắn ngắn vậy thôi ha. Nó dài là 17.2. Vì dài là nó dài 17.2, khi mà thu gọn vô vậy nó dài 17.2 ha, 17.2 phân nha. Rồi cây số 10 này mình bán giá 950 ngàn nha anh em. Hãng Husky của Mỹ nhưng mà sản xuất thì có thể là sản xuất tại Trung Quốc ha, Trung Quốc hoặc là Đài Loan gì đó. Số 10 này giá 950 nha. Rồi tiếp theo số 11 thì mình có một cây một lẫy. Cây này thì đời cổ dữ lắm ha. Cây này thì thứ nhất là nó có một lẫy nè. Thứ hai thì trên lẫy này có 3 dòng cốt. Nó được sản xuất những năm nó đây có chốt phụ nữa nha anh em. Nó sản xuất những năm 40, 50 ha. Đời này rất là cổ rồi ha. Cây này thì cây nô 10 với kép. Nô 10 với kép. Thì ở đây nó có lưỡi cắt ngay đây, cái ngàm cong là lưỡi cắt nô 10 với kép nha. Bên này thì nhìn nó xuống màu vậy ha. Xuống màu ha. Cái này thì mình bán giá 700 ngàn nha, số 11 này giá 700. Anh em chơi đồ cổ sưu tầm ha. Đăng lợi cũng còn ok lắm nha anh em. Đang nằm dưới ha. Cái cây đời đầu này thì răng nó cạn cạn như vậy thôi nha, chứ không có cái là nó không có dài nhẹ nhọn như những cây đời 9X nha anh em. Anh em cần thêm hình ảnh thì nhắn cho mình sẽ gửi hình ảnh qua Zalo để anh em coi kỹ hơn ha. Rồi, cây nô 10 với kép. Số 11 giá 700. Thank you.
12 thì mình có một cây, cây này là cây 10CR ha. Cây này cũng giá 700 luôn. Cây này sản xuất những năm 80 tại Mỹ. Hình thức cũng còn khá ok, còn khá mới nha. Ra loại gỗ ok hết nha anh em. Sang lại còn rất là đẹp nha. Rồi, cây 10CR số 12 có giá 700 ngàn nha. Tiếp theo số 13. 13 thì mình có cây 10R, 10R thì cây này nó ngào nó thẳng ha. Cây này cũng sản xuất những năm 80 tại Mỹ luôn. Cây này thì cái màu nó xuống màu ha, cái lớp xe nó xuống màu ha. Dần dần là nó chuyển qua cái màu thép đen luôn rồi nè. Rồi cây số 13 này thì mình bán giá 650 ngàn ha. 650 ngàn. Cái này thì anh em lưu ý chỗ này nè ha, thì chỗ này có máy mài nó đụng ha, chỗ này bị máy mài nó đụng cho nên là máy mài nó dớt một đường ngay cái góc này nha anh em. Đây phía dưới này nè, này nó cũng không ảnh hưởng gì ha, anh em xài nó không ảnh hưởng gì, nó bị dớt đường đó, máy mài nó dớt đường ngay cho nên ngay góc này ha. Răng lợi còn nguyên hết. Răng lợi còn nguyên hết nha. Răng lợi còn rất là đẹp luôn. Nó chỉ bị vậy thôi ha. Nó chỉ bị mỗi chỗ này thôi. Máy mài nó dớt đường ngay đây thôi nha. Nhìn nó như là sức môi vậy ha. Xíu vậy thôi nha anh em. Cho nên là mình bán cái này là bán 650 thôi ha. Giá 650, số 13 giá 650. Tiếp theo số 14. 14 thì mình có cây cắt dây tuốt dây điện và cắt dây điện của hãng AMP. AMP ha. AMP ha. Thì cái hãng này thì nó chuyên sản xuất mấy cái dụng cụ bên ngành cấp điện rồi viễn thông rồi đó anh em. Những cái chỗ này thì mình đưa dây điện vô mình kẹp mình tuốt dây nè, cái lỗ này mình đưa cái dây điện vô mình cắt ha, rồi để mình làm thử một cái. Cái này không phải người ta viết chữ lên nè, cái này là cái hiệu của nó nha anh em, người ta in cái chữ Super Charm nè ha, đó Super Charm này nè, cái này người ta in lên nha, không phải là lấy bút làm dấu ha. Rồi để mình tuốt dây thử cái anh em coi chơi. Ví dụ ở đây mình có dây 2.5, dây 2.5 ha, dây này là trong ruột nó có 7 sợi. Trong ruột nó có 7 sợi. Mình sẽ cái này nó tương ứng với cái lỗ này ha. Đó. Để giờ mình bấm. Rồi, cái này tuốt dây ha nha anh em. Kìm tuốt dây ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt nó. Ví dụ cái này nó dài quá mình sẽ cắt ha, mình sẽ cắt cái này. Mình cắt đó thì mình xỏ vô cái lỗ vô đây. Có cái nào nó vừa. Ở đây vừa nè. Mình xỏ vô đây mình cắt dây ha, cắt dây điện mình xỏ vô đây. Rồi cắt ở đây thì nó đi rất là ngọt nha, mình xỏ vô cái lỗ này mình cắt nó đi rất là ngọt nè anh em.
nó ngọt ha, cái phần đồng nó dính nè, à, nó cắt ra rồi ha, à, nó cắt ra. Cái này hãng này sản xuất tại Mỹ luôn nha anh em ha, USA này ha, MFD này, à, là viết tắt chữ này là manufacturer này anh em, in này USA ha, sản xuất tại Mỹ này ha. À, cái chữ USA nằm đây nha. Rồi cây này thì mình bán giá là 400.000. Số 14 giá 400 nha. Số 14 giá 400. Cây đó thì nó dài tương đương với cây xe 7 ha. Cây Viris xe 7. Rồi số 15. Số 15 mình về một cây duy nhất ha, 700.000. Cây này mấy cái clip trước mình có bán rồi nè, cây này là cây Vice Grip Erwin nè, nhưng mà nó sản xuất ở Mỹ nha anh em. Đó, anh em nhìn này nè, trên này nó cũng có đóng chữ ha, đó, Made in USA đây nha, đó, sản xuất tại Mỹ nha anh em. Rồi phía bên đây á có chữ US nè, anh em nhìn kỹ ha, ủi tắt ha. Cây này nó có một lẫy thôi anh em nhìn nè, nó không có cái lẫy phụ ha, nó có một lẫy thôi nè, à, cái lẫy nó lẫy tự động luôn, anh em bóp vô đẩy ra thì khi mà đẩy ra là cái cơ cấu của nó là nó có hai cái này nè, nó đẩy cái lẫy phụ để nó bung ra luôn ha. Cái này nó, thép nó dài hơn cây bay rip nữa nha anh em, cái phía dưới này nó rất là dài, nó to hơn của cái bay rip xe 7 nữa. Hàng mới chưa qua sử dụng nha, giá 700.000, sản xuất tại Mỹ những năm 90 đến 2008 ha. Rồi tiếp theo số 16, hôm nay mình có hai cây Clenton rất là đẹp, cây này là cây số 16 này. Đó, anh em nhìn ha, lên tôi Mỹ rất là đẹp luôn, hình ông thợ leo trụ điện nha, họ có ông thợ ông leo trụ điện này. Cây này thì nó dài tới 24 phân lận nha anh em, cây này là cây mới chưa qua sử dụng, à, lưỡi nó còn nguyên ha, anh em để ý cái hàm răng nè, nó chưa trài xước luôn ha, chưa người ta chưa xài, chưa dùng kẹp cái gì hết, à, chưa trài xước luôn ha, răng này nó còn nguyên ha, lưỡi cắt còn nguyên, chữ khắc trên này còn nguyên luôn ha, đó, bên này cũng còn nguyên nè, chữ còn nguyên luôn hết ha, nhìn rất là ngầu, rất là đã. Rồi cây này thì cái số 16 này có giá 1.200.000 nha anh em, hàng mới chưa qua sử dụng nha, đó, anh em nhìn ha, rất là dài nha, cây này dài tới 24 phân luôn nha, đó. Tiếp số 17. Số 17 thì cũng clan như là cái cây số 16. Nhưng mà cây số 17 nó khác một chỗ. Chỗ này nó có cái đầu để mình bấm cốt nha anh em. Đó, mình bấm cốt rồi mình bấm đây ha. Cho nên cái dầu bảo quản, cái dầu bôi trơn của dầu zin của cây kìm á, trong này nó chảy ra nó dính cái dầu zin của nó ha. Đó nè, Made in USA nằm đây nè ha. Rồi trên này cũng USA luôn nha. Đóng có chữ đóng USA hết nha anh em. Rồi cây số 17 này mình bán giá 1.350.000 nha. Cây này là cây mới chưa qua sử dụng ha. Đó, để mình đo nè. Cây này nó cũng dài 24 cm nha anh em. Đó, nó cũng dài tới 24 cm ha. Ồ, cây này thì nó sản xuất năm 2018 nha. Sản xuất năm 2018. Giá số 17 là 1.350.000. Rồi, tiếp theo số 18. Số 18 ở đây thì mình có hai cây của hãng Channel Lock của Mỹ ha. Đó. Hai cây, một cây là cây này là size bự nhất nè anh em. Đó, nó dài full màn hình anh em nhìn ha. Còn cây này cây nhỏ hơn ha. Đó,
cái nhỏ này để mình đo coi. Cái nhỏ này thì nó dài 24.8, nhỏ dài 24.8 cm nha. Thương hiệu nó này. Channel Lock OI nha anh em. Đó. Thì cái này còn rất là mới luôn nha. Anh em nhìn cái răng của nó. Ở răng nó là chưa, giống như là chưa xài luôn, người ta đã xài rồi mà nhìn nó như chưa xài còn mới luôn anh em. Trên dưới còn mới nguyên nha, chưa xuất mãn luôn. Cái này cũng vậy ha. Đó, bóng bảy đẹp, rất là đẹp. Cái này nó mở ra tối đa để coi, mình đo coi. Khi nó mở ra tối đa thì anh em sẽ kẹp được con ốc nó có chiều dài đường kính là nó 35.7 nha. Cái này nó mở ra tối đa là 35.3 khoảng là gần 4 cm nha anh em. Nó mở ra tối đa là gần 4 phân ha. Rồi khoảng 3 phân 7, 3 phân 8 nha anh em. Nó mở ra tối đa khoảng 3 phân 7, 3 phân 8 gì đó ha. Rồi, cây số 18 này thì mình bán giá 400 ngàn nha. Số 18 giá 400. Còn mới, chưa sức mẻ, còn như chưa xài luôn ha. Cây này như xài lướt thôi. Còn mới nguyên sinh luôn. Rồi tiếp theo là cây số 19. Số 19 này thì clip trước mình có bán rồi nha. Cây này thì nó dài lắm anh em. Cây này thì nó dài tới 42 phân rồi nha anh em. Nó nặng là 1 kg mấy, nó nặng 1 kg 3 nha. Cây này cầm một tay là mỏi luôn á nha anh em. Cái ngàm của nó mà mở tối đa thì nó được khoảng nó mở ra tối đa chiều này nè. Thì nó được khoảng tầm khoảng 9-10 phân gì đó nha anh em. Đó, anh em nhìn này ha. Nó mở ra thì tối đa nó lỡ được 9-10 phân, nó rất là lớn ha. Rồi, cây số 19 này giá vẫn như cũ ha. 1.3 triệu một cây, hàng mới chưa qua sử dụng. Rồi tiếp theo số 20. Thì mình có một cây mỏ lách ba cô. Cây này thì sản xuất tại Thụy Điển nha. Cây ba cô dài là 450 ly, là tương đương với lại 45 phân nha anh em. Cây này là cây 18 inch ha. Đó, ba cô Sweden này ha. Đó, anh em coi ha. Đó, cây này là tại Thụy Điển luôn nha, chứ không phải là bây giờ cũng ba cô, nhưng mà ba cô nó sản xuất tại Tây Ban Nha rồi anh em, nó không còn sản xuất tại Thụy Điển nữa ha. Cây này còn rất là mới luôn ha, còn rất là mới luôn nha. Ra vô ok hết nha anh em. Cái rìa của nó thì nó có cắn nhẹ thôi, chỗ này thì nó có gợn nhẹ tí xíu thôi. Phía rìa này nè, phía rìa này nó có gợn nhẹ tí xíu. Cây này đã xài sơ qua rồi nha. Nó có gợn nhẹ tí xíu này nha anh em. Con này nó gợn nhẹ ha. Rất là xích ha. Có gợn nhẹ tí xíu bên này ha. Bên này xíu xíu thôi nha. Rất to, nặng, dài ha. Rồi, cây ba cô Thụy Điển mã là 8075. 8075. Mã số là cây này, số mã số 20. Mình bán 3.2 triệu nha.
số 20, cây này có giá là 3,2 triệu nha anh em. Tiếp theo là số 21. Thì mình có về được ba cây Proto nha. Hàng mới chưa qua sử dụng nha anh em. Hàng mới chưa qua sử dụng. Cây Proto 18 inch ha. Proto 18 inch. 18 inch nha. Đó. Made in USA. Mới chưa qua sử dụng nha. Đó, mới cho nên hàm họng còn ok hết nha anh em ha. Đó, anh em nhìn này ha, bóng lưỡng luôn, chỗ này nó dính bẩn thôi. Đó, ra vô ok hết nha. À, cái ngàm dưới này nó to hơn cái ngàm trên nha anh em. Riêng thằng này á thì cái ngàm dưới này à, khi mà khép lại là nó to hơn cái ngàm trên nha. Anh em nhìn không thấy một cái đường kẽ hở ở giữa này, không có một cái kẽ hở ở giữa khi nó khép lại luôn nha. À, khép lại nè, liên lạc luôn ha, rất là đẹp. Cây này, cái này thì hiện tại là bên mình có 3 cây nha, mình về được 3 cây mới luôn nha anh em. Cây này ở bên Mỹ người ta bán là $180 một cây. À, cây 18 này giá $180, còn cây 24 thì khoảng 200 mấy chục đô một cây ha. Cây này thì $180 tính ra tiền Việt mình đã hơn 4 triệu rồi nha anh em, khoảng 4 triệu mấy rồi ha. Đó, bên mình thì bán cái cây này hiện tại bên mình bán cây này mã số 21 nha. Rồi, mã 21 bên mình bán 3,8 triệu một cây ha. Đó, 3,8 triệu một cây nha anh em. Đây. À, mình có tổng cộng là 3 cây. Hiện tại mình còn 3 cây nha. Mình có 3 cây nha. Rồi, mình cầm nó nặng quá, mình không thể mình cầm lúc 3 cây được. Đó, 18. Số 21 Molex Proto sản xuất tại Mỹ. Số 21 giá 3,8 triệu một cây. Rồi, tiếp theo số 22. 22 thì mình có một bộ là 11 cây. À, 2, 4, 6, 8, 10, 11 của hãng Stanley. Những cái cây này thì nó, để anh em mở mấy con đó. Nó có cái đầu của nó là cái đầu lục mở ốc nha. Ở đầu này là đầu lục giác nè. À, như là cái đầu điếu ha. Tô vít nhưng mà đầu điếu nha anh em. Tô vít đầu điếu ha, không phải là ba ca đầu dẹt gì nữa mà tô vít đầu điếu ha. Nó lớn nhất là 13 ly nha, của hãng Stanley nè, Mỹ ha. Những cái loại cây này nè nó cũng sản xuất cũng lâu rồi tại Mỹ ha. Đó, như anh em biết là hãng này thì bây giờ nó cũng dời nhà máy qua Trung Quốc hết rồi ha. À, anh em mà nào mà thao tác nó nhanh ha, à, xài cây này mở ốc 13 dặn nó nhanh ha, hơn ha. Thì nhỏ nhất là 4 ly nha. Đó, nhỏ nhất là 4 ly. Nhỏ nhất là 4 ly. Đó, xài 4 ly ha. Lớn nhất 13 ly. Làm gồm có là 11 cây nha anh em. Từ size 4 đến size 13. 4 rồi tới 4.5. 4 tới 4.5 tới 5. Tới 6. Tới 7, tới 8, tới 9, tới 10, 11 và 13. Rồi mình đếm lại anh em coi nha. 4 này 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Tổng cộng là có 11 cây và không có số 12 nha anh em.
Này không có số 12 à, từ 4 ly đến lại 13 ly nhưng mà không có số 12 thôi nha. Còn lại đủ hết nha. Rồi cái bộ này 11 cây như vậy mình bán 1 triệu 6 nha. 11 cây giá 1 triệu 6 là chưa tới 160 ngàn một cây ha. Khoảng đây. Chưa tới 150 một cây nha anh em. Số 22 giá 1 triệu 6 ha. 11 cây nha. Còn rất là mới, cây nào cũng còn rất là mới nha anh em ha. Đó, anh em nhìn mấy cái cán của nó, cái đầu nó. Đó, cây này là nó mạ chrome nó còn là bóng ha. Cây nào cũng rất là mới luôn nha. Cây nào cũng rất là mới luôn. Cái cán thì người ta sử dụng rồi cho nên nó có mòn tí xíu, còn cái thân của nó mạ chrome rất là sáng nha. Rồi tiếp theo là số 23. Rồi số 23. Số 23 mình có một cây Vice Grip mở ốc chết ha. Cái này cây 10 LV kép ha. Rồi, sản xuất tại Mỹ. Thông thường là những cái cây này thì đa số là nó sản xuất tại Mỹ những năm 90 hết nha anh em. Đó, đây có chữ Made in USA hết nha. Riêng những cái cây mở kép này à, đa số là trên thân nó là có đóng Made in USA hết. Rồi cây này là size 10 nha. Cây này thì số 23 này mình bán giá 1 triệu ha. Còn rất là mới nha. Anh em nhìn ha. Hình thức là còn rất là mới luôn. Rất là mới luôn ha. Ở chỗ này thì nó có bị cắn nhẹ cái vì cái ngòi môi này nó bị cắn nhẹ thôi nha, tí xíu xíu chỗ này thôi. Trên này thì nó cũng cắn nhẹ tí xíu thôi nha anh em, không đáng kể ha, rất là mỏng này nè. Chỗ này cái ngòi môi này nó bị cắn nhẹ tí xíu chỗ này ha, còn lại là không bị gì hết nha. Cái này nó bị dơ thôi, bị dơ xíu cái này thôi. Anh em về vệ sinh là nó đẹp ha. Cái này thì mồm miệng còn rất là đẹp nha. Chỉ có là cắn nhẹ phía ngòi này xíu xíu thôi ha. Rồi rất là đẹp. Size 10 nha. Số 23 này mình bán 1 triệu nha. Rồi tiếp theo số 24. 24 thì cây này cũng khá dài nha anh em. Cây này của hãng Grabman ha. Hãng Grabman Mỹ ha. Cây này thì cái ngàm cong nha. Cây này là cây kiềm chết robo. Kiềm chết robo ha. Đó, trên này thì có chữ Made in USA nè. Này mình bấm này nó bung ra ha. Đó, này có lẫy. Những cái cây này, những cái clip trước mình có bán rồi ha. Cây mới clip cách đây mấy clip mình có bán một cây mới giá 1 triệu tư rồi nha anh em. Cây răng lợi còn nguyên hết nha. Cây này hàm trên cũng còn nguyên nè. Hàm dưới chỉ có mỗi có một chỗ này nó bị cắn, có một cái răng nó bị cắn nha anh em. Nó bị cắn chỗ này kìa. Cắn tí xíu chỗ này nha. Đó, một chỗ này nó bị cắn cắn một cái răng chỗ này thôi nha. Ở đây người ta làm để ghép những cái lá thép lại với nhau. Nó vừa có độ đàn hồi mà vừa có cái độ cứng mà vừa có độ đàn hồi. Anh em bóp kiểu gì nó cũng không thể nào nó gãy được cái này nha. Kìm chết virus thì cái chỗ này nó làm nó đúc bằng thép cứng cho nên là có khi nó có thể nó sức có gãy được. Nhưng mà riêng cái thằng kìm chết robo người ta ghép những cái tấm thép như là lá nhíp như vậy, y như những lá nhíp xe á, y như những lá nhíp người ta ghép lại như vậy không dễ gì mà nó gãy nó được. Bây giờ nó có cái độ đàn hồi, nó cái răng của nó có độ cứng mà cái ghép lại như vậy nó độ đàn hồi nó rất là lớn, không dễ gì mà nó gãy được nha anh em ha. Cái
Cái này mình bán giá 950 nha. 950 ngàn cho cái số 24. Để mình đo này. Cái này nó dài tới 25.5 nha anh em. Còn cái này nó rất là dài nha. Ồ, nó dài tới 25.5 phân luôn nha anh em ha. Nó gần bằng cái K12 là xe luôn. Rồi, số 24 này giá 950, số 25 là K12 là xe. K12 LC này còn rất là đẹp luôn nha. Cái này thì mình bán giá 1.4 triệu nha anh em. Ồ, trên này thì có mấy in USA hết ha. Nè. Ồ. 12 LC nha. Cái miệng của nó ha. Cái này là size 12, size này là nó lớn lắm nha anh em. Răng lợi còn nguyên hết. Đó, sức mẻ cái nào hết nha. Đó, bên trong này thì còn nguyên trong hàm, nó hơi dơ trong này, giữa những kẽ răng nó hơi dơ tí xíu thôi, nhưng mà răng nó không bị sức mẻ nha. Đó, còn nguyên anh em nhìn kỹ nha. Đó, hàm trên hàm dưới gì còn nguyên hết nha. Đó, trên dưới gì còn nguyên luôn nha. Đó, môi miệng ngon rất là đẹp nha anh em, không méo không bệt không gì hết, sức mẻ gì hết nha. Rồi, số 25 giá 1.4 triệu. Rồi, số 26. 26 thì mình có nguyên một bộ đó, full set luôn của nó luôn, là hãng Craftsman Mỹ nha. Gồm có một cần 3/8. Đây là cái cần 3/8 nè, một cái thanh nối dài ra. Cái này là mở buji, cái điếu để mở buji, chuyên để mở buji thôi nha, không mở cái khác được. Rồi bốn cái điếu dài. Rồi, với lại 7 cái điếu ngắn. Thì các cái size cho điếu ngắn là từ size 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, à 15, 17 không có 16 ha. Rồi các size cho điếu dài là gồm có là 12, 13, 14, 15 nha. 12, 13, 14, 15. Rồi, để mình mở ra anh em coi kỹ hơn ha. Đây là điếu dài. À, đây là cái cần 3/8 nha. Đây là cần 3/8. Đó, cái này thì sản xuất ở Mỹ luôn nha anh em ha, USA ha. Đây là ở Mỹ hết nha. Trong này thì còn rất là mới nè. Cái này thì người ta để ngửa ra cho nó va chạm với cái mặt bằng cái sàn á, thì chỗ này nó bị chày nha anh em. Đây, điếu của nó. Ở trên mỗi điếu là có chữ hết nha, Made in USA hết nha anh em. Đó, Made in USA người ta khắc trên này hết nha. Đây là điếu dài. Anh em bóp vô đây. Đảo chiều. Rồi, nhắn vô để mở ra ha. Bộ điếu thì nó còn rất là mới nha. Nhưng mà cái cần này á, này cái đầu này thì nhìn nó bị chày vô riêng chỗ này, cái chày chỗ này nhiều nha. Chỗ này thì cái nó không có chày nhiều, cái dấu bật qua bật lại nó nên không có cái dấu chày nhiều cho mười chỗ này nha. Do cái mặt này nó lồi ra nhiều hơn so với cái lẫy. Nên là chỗ này nó bị chày nhiều hơn nha anh em ha. Rồi, nguyên bộ như vậy. Còn có một cần và 2 4 6 7 11 điếu. Một bộ như vậy mình bán giá là 1.4 triệu nha. Cái này là cái thanh nấu dài nha anh em ha. Đó. Để nó nấu dài ra. Nấu dài rồi nha. Cần này cần 3/8, mấy clip trước mình có bán lẻ rồi nha anh em.
Cần này thì nó dài là 17, cái gần này nó dài 17 sen ha. Đó, cần này thì nó dài 17 sen nha. Điếu dài của nó, cái điếu dài thì nó dài tới 6.3 nha. Cái điếu của nó, cái điếu dài của nó rất là dài ha, nó dài tới 6.3 sen ha. Rồi, nguyên một bộ như vậy, full hộp luôn ha. Số 26 có giá 1.400.000 nha. Rồi, số 26 cũng là cái mã số cuối cùng trong clip của mình. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Chúc anh em luôn luôn bình an và gia đình bình an, mạnh khỏe trong cái cùng nhau vượt qua cái mùa Covid này anh em ha. Hẹn gặp lại anh em vào cái clip tới nha.